Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Chị bán nha, bán mấy con hàng mới, mới đó. Bi bán Napoli, Napoli bi xịn nha, Napoli hơi bị ngon á. Napoli này tôi đi cái team nó linh luôn. Ok, 56 tuổi bê trắng. Bán là tôi, hồi tôi đập về cộng 3, cộng 1 bán được cộng 3 dễ gì bán. Này cộng 3 sao bán được? Rồi hình này cũng nên bán rồi, mấy con thấy rồi đúng không? Ok, xả luôn nha. Bán con này chắc được 100 mấy tỷ hả? Rồi giá trị như vậy. Này nó hình được 200 tỷ rồi. 300 bán giờ còn được 100 mấy. Rồi để tôi build cây này cho anh em mạnh luôn nè. Cây này build mạnh nha, 300 tỷ Napoli à, hơi mạnh á. Build ra luôn, cơ BOE à. Lít EVS này giá cao quá vậy. Lampard, Homeground, Buruma, ba lắc là ra luôn. Rồi bán rồi. Mà thớt cộng 4 mà cái gì vậy? Trời ơi, sao mấy người tài cộng 4 chỗ lâm bánh bên ngoài bán không mua luôn hả? À? Trà căng rồi, cái kia cây này bán biến chừng nào mới bán được. Thấy bà rồi. Trời ơi, cái này bán binh luôn chứ. Sao kia bán được nè. Team này có mấy con hàng bán khó à. Gullit Minh luôn, có mới mua bán được cái gì. Alessandro Nesta 7 tỷ, Bruma cộng 8 hàng cho nó cái team này sao bán ra 3 tỷ 4 à. Chính là bán luôn. Cabale, Roro, Walker, Minh này, mấy mẹ mua tầm mấy con hàng ảo giá này tôi build team á. Anh em để tôi ưu tiên cho anh em, lúc nào tôi sẽ mua cho anh em những con hàng mà anh em chắc chắn em bán được. Biết khi nào build những con hàng mà anh em bán được cho anh em mua vậy tôi cộng 3 hay sao. Đấy. Nó là cộng mật khẩu à. Không anh em nhắn build team gì rồi đấy thôi. Nam trùng content mình đấy. Ông lão đánh giá đã rescan 5.000 đồng. Gửi từ tối hôm kia rồi. Đại ca cũng kêu để hôm sau. Hôm qua hôm sau đại ca. À đúng rồi đúng rồi. Ok để ở đây thôi. Ra mình build team khác. Ok đại bán hết rồi nè. Ngon. Bán được nhiêu vậy rồi. Tour không ai mua luôn hả? Caballero, Kevin. Ờ bán hết nè, dần dần luôn nè. Mấy con cái cần bán mấy Sebio hả? Sebio này không ai mua ta với cúp vòng 3. Lampard này không ai mua luôn hả? Bruma không mua luôn. Ok sao bán được nhiêu này được bao nhiêu tiền hả? Được bao nhiêu? 120 mấy tỷ hả? Gì vậy? Cái gì vậy? Có 100 mấy tỷ à? Chà căng ta. 300 tỷ còn trong ảo, mấy bạn chưa bán được nữa. Chàng ổng ổng hết cái kho luôn hả, kho thẻ hết luôn rồi. Kho thẻ ổng sạch thằng xanh, ổng đâu còn cái S-Fit, còn cái gì nữa. Hôm nay ổng cày chay nó mát, cày chay nó mát chứ. Ok, có gì xài nhiêu sao vậy? S-Fit rồi đúng không? S-Fit rồi 59 tỷ và lắc à? À này mấy chục triệu, mấy tỷ hả? Cộng tỷ mấy mấy trăm triệu nhiêu. Ok vô Napoli. Napoli này build cây đinh nha, build cây đinh luôn á, build mấy con hàng mạnh luôn, không build mấy con hàng dở. Osimhen 23 tỷ cộng 1 đúng không? 100 mấy chục tỷ là mình build được con tiền đạo cũng 40 tỷ rồi. Osimhen ST 23 test cộng 3 luôn. Osimhen 23 test. Kvarat à, cộng 1 với 50. Kvarat này đổi 22 ui, nhà rẻ mất 22 u à. Kvarat này bút cộng 1 luôn nha. Cộng 1 ui, Kim Min-jae Kvarat cộng 1 ui. Đúng không? Kim Min-jae 22 u thôi, Kim Min-jae 22 u cộng 3 thôi. Lobotka, bán làm bát à. Đó được 18 tỷ được. Lobotka cộng 3 này giá nhiêu? Cộng 3 người bán luôn nè. Ừ ngon luôn á chứ. Vô Lobotka CDM Osimhen ST đúng không? Còn con Zielinski CDM nữa. Con này ngon. Con này 60 tỷ luôn hả? 60 tỷ cộng 5. Con này mua cộng 3 thôi. 4 thôi, 4 là cái gì bán lại được. Dư tiền luôn á chứ ha. Kim Min-jae 2 cộng 5 130 tỷ được không anh? Hay đang ảo giá hả? Kim Min-jae 3 tỷ cộng 5 à. Mua luôn 120 mấy tỷ nè. Lít luôn á chứ. Không mà đi Lorenzo. Ôi có Zola rồi, Zola từng đá cho ấy luôn à. Vậy là một cánh là Zola nữa nè. Zola icon luôn á chứ. Zola icon luôn nè. Trời team này tính ra build rẻ gì mà ngon á. Rẻ mà ngon nha. Kim Min-jae không được con ấy đâu. Kim Min-jae 22 u cộng 3 thôi. U cộng 3. Osimhen 3 test cộng 3 là bao nhiêu rồi? Beckham, Lobotka, Casemiro, Carlos Tevez đúng không? Osimhen, Zielinski, M, Kvarat cánh trái, Lobotka cánh phải, Kim Min-jae nữa. Kim Min-jae, CB nữa. Zapata, Cavani. Kim Min-jae quấn cộng 8 thấy đã hay hơn. Kim Min-jae cộng 8 đâu ra cho đá mà không thấy hay hơn. Ở đâu ra mà không có được con Kim Min-jae quấn cộng 8 nó ra hay hơn. Ông nói giống như là con Kim Min-jae quấn cộng 8 mà hàng không. Dễ là có. Đi Lorenzo này cho đá CDM luôn. Con này xuất thấp quá vậy. 23 test ngon hay ngon hơn. Đi Lorenzo này, 23 test xuất thấp quá ha. Này cho vô đá CB được vậy ngon. Mới mở ra làm sao có gói đó mà mở CB cho này đá CB ra mở hàng lon hả à? Mở hàng lon này cho út Cavani CC luôn hả à? Cavani Edison Cavani Jorginho Blanc cặp CB sẽ là Laurent Blanc. Blanc icon luôn ấy nhá, tầm này út Blanc icon. Blanc icon cộng 3 mua là bán được, team này build rẻ rẻ xíu mua là bán được.
được dư mớ tiền mình làm cho Edison Cavani luôn, có tính ra có 100-200 tỷ mà Miu của team mà vừa có dự bị vừa có chính luôn á ha. Rồi đây luôn Koulibaly luôn nè, à còn Koulibaly nữa, Koulibaly 23 thì cũng 5 luôn nè, Koulibaly Kim Min Jae được ha, đẩy bờ lăng đá CDM vẫn được, bờ lăng đẩy đá CDM với lại Lobotka luôn á nha, bờ lăng CDM Lobotka luôn, tính tiền nhiêu này chắc click luôn nha, để mất á. Cờ Varane này mất giá rồi, mất giá rồi bán nè, mua này mua 61 tỷ là cộng 2 à, Zola cộng 3 này căng mua được ta, 190 à 7 tỷ một hào thì cánh GK rồi được luôn ha, ngon ngon ngon, con này click luôn để mất. Cờ Varane này mình thôi, Zaboa Guiza à, số vui xa thì nó học chân quá ngon trong bờ lăng đá xe đêm mà ngon được lương 200 lương này thì hai cầu giờ cánh lương được 20 á. Ờ Raspadori nữa, đúng rồi đó, ạc này có Raspadori, sao tôi quên Raspadori ta. Ờ tí một Raspadori vô đá, dự bị. Ờ còn tiền là để tôi phúc dự bị đúng không, tôi lại quên Raspadori ta. Thế thì nhắc tôi mua Raspadori nha. Dembele CDM à, Dembele chân nào, nó Aguisa cho đá RB luôn được, Aguisa ngoài đá RB luôn cũng được, cái này cho đá cánh trái luôn, ngoài bán luôn nữa chứ, này ngoài bán luôn nữa chứ. CDM con nít này còn cộng 10, biết sao mai con cộng 20 hay gì vậy. Raspadori cộng 5 nè, con này tôi mua được mà, tôi mua được 22 triệu rưỡi à, rẻ luôn nha, ngon rẻ luôn á. Raspadori Sirigu rồi này, mua đầy đủ luôn nè, bán được Roma Torres nữa nè, được 15 tỷ nữa. Cái team này bill đầy đủ dự bị luôn á, đủ tiền mua thêm Cavani nữa nè. Ồ team rẻ nhưng mà ngon, rẻ nhưng mà toàn mấy hàng đinh không à, team rẻ toàn mấy hàng đinh nha. Sirigu, Raspadori, Osimhen tính là mua được hết nhá. Lobotka có Lobotka vô được à, Lobotka Koulibaly, Kalayong, Koulibaly này lít thôi nha, nó bán đầy mà. Koulibaly Kalayong này khỏi hết cần này. Giờ thiếu con nào ta? Giờ thiếu con Lovotka hả? Lovotka nào bán ta? Lovotka Raspadori, Lovotka 23 test ngoài bán à? Con này chắc phải chờ. Team Napoli này build đúng đinh luôn ha. Ủa Lovotka chưa bán luôn hả? Chà Lovotka không bán ta? Sirigu chưa bán à? Lovotka và Sirigu hả? Lovotka này 8 người dịch mà không có người bán mình ta. Edison Cavani không bán luôn. Sirigu, Lovotka không bán ta, Sirigu này lương nhiêu? Lương 13 à? Ủa nãy tôi thấy nó má nó bán đầy mà ta, con này nãy tôi thấy bán đầy mà sao giờ thì không ai bán ta, con này nó bán đầy luôn á, xong tôi mới đặt minh này đúng không anh em, nãy tôi thấy có 3-4 con hàng màu xanh đây này, xong tôi đặt minh đi, tôi đặt giá minh luôn, tôi biết là đường nào nó sẽ bán, cuối cùng giờ mất luôn ta. Ủa cho ép mua tôi luôn hả, biết nãy tôi lít quá luôn, là hơn mấy con này tôi lít cái chứ, con Golini này mắc quá 22 tỷ luôn, trời là giờ phải đi mòn luôn lại, nãy tôi thấy nó bán nhiều quá anh em biết sao. À, thấy nó bán nhiều quá, tôi nghĩ là tụi mình là sẽ bán thôi, nó bán nhiều này tới 4-5 con mà. Chứ phải bán một con đâu. Reyna đã đau ly à. Nga lùng quá, mấy bảy mấy à. Càng quá ta. Mất luôn Vodka thêm qua còn con ơi tôi hết CDM có bờ lăng à. Thiếu CDM chứ không có luôn Vodka, đâu có CDM đâu đã. Không có luôn Vodka nào không bán ta. Luôn Vodka à, hiếm vậy. Luôn Vodka ba cái hiếm ta. Luôn Vodka này không bán ta. Raspadori người bán không à? Raspadori cánh à, gì đây đẩy Zola xếp à? Có Zielinski đúng không? Cờ Varad cánh. Nhưng mà thiếu một CDM bờ lăng nào, Luka ngon quá trời. Ủa quá vậy? Luka khó mua. Zamboa Guizao này như tâm từ 3 năm, con này 3 năm mà 3 năm con lực phẩm kia. Con này cộng 2 ngoài bán luôn á nha, cộng 2 ngoài bán. Cộng 1, cộng 3 tôi bán, tôi mắc đầu đây anh em nè, có con Luka này không? Anh em có con Luka 23 test xong bán tôi còn cộng 3 chứ, tôi mắc đầu rồi chứ. Lobotka này tôi không có nha, tôi có tôi bán qua đây rồi. Tìm Zamboa Guiza, Lobotka 22. Thiếu một lượng đá Lobotka, không mấy con hàng thứ mà không mua được cái chuyện. Mua Zamboa Guiza đá đỡ sao? Mua qua đá đỡ ấy, chờ con Lobotka về tính sau. Tăng con này thêm 5 lương, GK lên 5 lương rồi. Bán được BB Reina, Reina sao bán nhiều vậy? Mấy con lùng lùng bán nhiều vậy, mấy con ngon quá. Sirigu 21, BB Reina, hơi xúc BB Reina hay sao? Siru EBS đã 4 tỷ à, con này 4 tỷ à, ngon, ở lúc này cũng được 4 tỷ à, lúc này lại 4 tỷ à. Ok, được. Cây Napoli bao nhiêu? Napoli 200 tỷ à, 200 tỷ có đầy đủ dự bị luôn nha, 200 tỷ đầy đủ dự bị luôn á, con mua bán một clip rồi kìa. Đầy đủ dự bị luôn á nhá, Lobotka Lobotka hơi lùng, 1m70, tính là Zaboa Guiza đúng không? Osimhen này có Napoli, có sẵn đi số luôn kìa. Giành chức vô địch luôn kìa, Napoli giành chức vô địch à. Cặp CAM ra coi. Osimhen cộng 3 chạy trong 29 là leo 5 chạy trong 29 luôn.
Zielinski chạy trong 20, con này cũng ngon. Team này thì có thể mua đá chán bán lại được, bán hàng này dễ bán thôi. Osimhen chạy hơi bị nhanh, thích Osimhen ghê ta. Bản mình thích Osimhen. Rashford, Dory với lại Kvaratskhelia tăng tốc tốc độ, dứt điểm được xuất xa, tầm nhìn những xoáy. Tinh tế qua người xuất tạm bóng ngoài xuất xoáy ăn vạ. Bờ lăng và Zambo Agusa. Vô. Thằng cầm đá xe mờ không được, bờ lăng đá xe mờ vẫn được mà. Ồ xe mờ xuống ngon luôn ấy. Bằng lơ bờ lăng. Chuyền dài đó là mạnh siêu cản phá luôn à. 22 test hay return à? CR7 à? CR7 CC. Koulibaly với Kimmich gặp CB. Tự nhiên Napoli giờ có CB ngon người ta Kimmich. Kimmich giờ bay qua Bayern rồi. Không có gặp CB này để đợi 5 level 5 số gì. Tốc độ có luôn ha. Còn quá. Chichire Gotkaniller. Gotkaniller này hồi xưa cũng một thời khá nổi của Napoli. Gotkaniller Sirigu GK. Có Zola ta, Zola mà đó cũng đánh Napoli ta. Zola đá Napoli, Zola đá cho Chelsea à, Cagliari, Gianfranco Zola, nhà quản lý 4213, số chính xác bằng dòng trống mà, Joshua Donis mà. Raspadori, chù xíu, chỉnh chù xíu. Chỉnh chu xíu, Zielinski. Cận sâu, cố gắng nhé. Thấy chưa? Anh em đã xếp hạng gặp được những người như thế này nè, mới đúng là những người đàn ông. Xuống hạng, thôi, có gì đâu phải sợ. Đúng. Có gì đâu phải sợ. Osimhen. Chúng ta Osimhen, 2-3 test. Không có gì phải sợ chứ. Thua thì mình làm lại. Rõ ràng. Osimhen. Mình bà test để chạy luôn nha, thua thì thôi có đâu phải sợ. Thua thì thôi có đâu phải sợ. Thua thì thôi có đâu phải sợ. Có gì đâu phải sợ. Trời. Ồ, Canavoli thì bị quét quá. Osimhen kiểu và rap rồi. Trời ơi. Chỉ có nạp vô cho sự kiện mới an toàn. Hay quá tao Osimhen. Bút vàng. Cho 10 vàng nha, chặng này 10 vàng nha. Đi đá giải. Em thích đá giải lắm. Mấy cái đó dễ dụ nhất kìa. Osimhen. Hay quá ta, nằm Osimhen đá ghê quá ha. Ồ, Osimhen 5 vàng luôn ta. Biết tô Osimhen đá ghê quá thiệt. Bút vàng luôn kìa. Đừng khóc, đừng buồn nghe em. Chỉ làm cho thêm đớn đau. Vô Osimhen. Zielinski. Zielinski. Hay quá ta. Osimhen. Osimhen, 8 bàn. Ồ, được quá, 8 bàn kỹ chứ. Phim mở video hả, à? Không sao. Hay quá, nhìn kia đây à. Kia đây ta, khúc cuối tiền nó hay quá vậy. Chờ thiếu 2 bàn đâu. Được à. Ôi, đi chỉnh nó môn. Trời ơi, chỉnh nó môn luôn. Trời ơi. Ủa, nãy giờ đâu chỉnh đâu, sao giờ chỉnh hay như vậy. Ảo à, nãy giờ đâu chỉnh luôn đâu. Trời, nãy giờ không chỉnh thì bây giờ nó chỉnh kìa. Mày giấu hoài. Mày giấu hoài tới 8 bàn rồi mà ra. Tới lúc 8 không rồi mà ra, là thiệt ra, giấu hoài ta. Chỉnh á, nó chỉnh mùa nó chỉnh á, ừ, Zola, chín bàn nữa kìa ta. Nó giấu hoài, 8 bàn, ảnh mới đá thiệt. Đá ghê quá à, giấu hoài. Ừ, còn kịp bàn kỹ nha, kỹ bàn này nha. Ừ, 10 bàn.
Oshiman. Pha trận này phải 10 bàn thì mới đúng đúng bài. Đúng màn đó. Được ha. Ok, được rồi. GG good game. Thêm bàn nữa hả? À? Kiểu kiếm ta. Tao cũng rồi. Giờ này tắt banh khó. Kịp không? Kịp không? Tiêm bàn nữa ta, đừng hết giờ nha bà nha. Cho ông xin bàn đó, cho xin bàn đó. Cho xin bàn đó. Ừ, 11 bàn. Bàn nữa. Cho xin 10 bàn nữa, 11 bàn. Đơ bàn này bà ơi, gỡ game rồi. Đi lên kỹ 1 bàn, kỹ 10 bàn nha. Kỹ xíu 10 bàn nha. Này 10 bàn không hả? Xui nó là 10 bàn á. Bet. Hay quá thằng kia nó kèm hay á, nó kèm làm nhét tay mà không rê. Go rap Elia. Được. Tập trung xíu nha, trận này nếu như chính tranh thủ suốt 10 bàn được hết chứ. Xem hen. Được á, kỹ quá ta, chết đề xíu là dễ vô ngay. Samboa Guza. Được. Hay. Vô. Trời ơi, đẳng cấp quá vậy. Suốt mà không ngồi ghi bàn, lộn ghi bàn không ngồi suốt kìa. Yelinski Don qua luôn. Được quá ta, đẹp. Và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.